Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin bóng đá chiều ngày hôm nay 14 tháng 2. Xin cảm ơn quý vị các bạn trong thời gian qua đã đồng hành ủng hộ và ngay sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết. Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục đến với phần cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay 14 tháng 2. Huấn luyện viên Trung Quốc chưa hết ám ảnh sau trận thua trước Việt Nam. Sau trận thua Việt Nam, Nhà báo nổi tiếng Italia tiết lộ sự thật về tham vọng của Trung Quốc. Tiền đạo nhập tịch Trung Quốc tính đường rút lui khỏi đội tuyển quốc gia. Mời các bạn cùng đón nghe. Đặt mục tiêu vô địch World Cup, đội tuyển Trung Quốc bị chế nhạo, cứ đánh bại Việt Nam đi đã. Thất bại trước Việt Nam đã khiến cho người mộ Trung Quốc đánh mất niềm tin vào đội tuyển của mình. Mới đây thì trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với trang Football Market của Italia, Nhà báo nổi tiếng Leo Turini tiết lộ rằng tuyển Trung Quốc đã từng đặt mục tiêu trở thành nhà vô địch World Cup sau năm 2035. Do đó, họ đã mời huấn luyện viên max Lippi về dẫn dắt. Nhà báo Leo Turini cho rằng: "Tôi có thể nói với các bạn một điều, đây là những gì mà ông Lippi từng nói với chính tôi khi ông Lippi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển Trung Quốc. Lãnh đạo cấp cao của đội bóng Trung Quốc nói với ông ấy rằng mục tiêu của họ là vô địch World Cup sau năm 2035." Ông Lippi đã trả lời rằng Được thôi, ý tôi điều này là không hề dễ dàng Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức Các bạn thân mến Trong bài viết mới đây có tiêu đề đầy châm biếm Thật nực cười Có tiết lộ rằng đội tuyển Trung Quốc Lên kế hoạch vô địch quân cấp trong 13 năm nữa Tờ QQ Sport của nước này nhận định thẳng thừng Cho đến thời điểm này Mục tiêu đó có thể là thất bại hoàn toàn Trang báo của Trung Quốc viết tiếp Xem xét vị thế của Leo Turini ở Italia và mối quan hệ thân thiết của ông ta với huấn luyện viên Lippi không có gì nghi ngờ về tính xác thực của thông điệp này. Hay nói một cách khác, nếu đội tuyển quốc gia Trung Quốc đặt mục tiêu vô địch World Cup sau năm 2035, thì kể từ lúc này họ chỉ còn 13 năm nữa để vươn đến đẳng cấp của những đội hàng đầu. Ngoài ra, với việc Trung Quốc đã mất suất dự World Cup 2022, thì họ chỉ có 3 kỳ World Cup và có năm 26, 30 và 34 để tích lũy sức mạnh. Như ông Lippi đã nói ở đây, rõ ràng là một nhiệm vụ quá khó khăn, đặc biệt nếu xét về thực lực của Trung Quốc vào lúc này. Dù có tiến bộ thần tốc trong 13 năm nữa thì cũng rất khó đạt đến sức mạnh của các đội hàng đầu thế giới. Điều này là khó tin, giống như cách đây vài năm, một giám đốc điều hành của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng từng tuyên bố là giải vô địch quốc gia Trung Quốc sẽ nằm trong top 6 giải hàng đầu thế giới. Các bạn thân mến, sau đó thì các cổ động viên của Trung Quốc cũng cảm thấy vô cùng hài hước với kế hoạch này dưới phần bình luận của bài viết, họ liên tục chế giễu bằng những bình luận như sau. Nhầm rồi không phải 13 năm mà là 130 năm nữa. Cứ đánh bại Việt Nam đi đã rồi hãy tính những bước tiếp theo. Đội tuyển Trung Quốc làm gì biết tính toán sao cho đúng. Đừng mơ mộng về việc là có thể giành chức vô địch hay không. Nói cho tôi biết đi chừng nào Trung Quốc mới có thể vượt qua vòng loại. Một cổ động viên tiếp tục mỉa mai. Mục tiêu này là hoàn toàn khả dĩ sau năm 2035 tức là đến năm 3035 vẫn được. Được đấy, điều kiện các nước khác chỉ được cử cầu thủ dưới 10 tuổi để ra sân. Hình như là có nhầm lẫn về thứ tự con số 2035, tôi nghĩ phải là con số 5302. Huấn luyện viên tuyển Trung Quốc vẫn chưa thôi ám ảnh sau trận thua đau trước Việt Nam. Các bạn thân mến, đội tuyển Trung Quốc vẫn đang phải gánh chịu hậu quả cực kỳ nặng nề vì để thua Việt Nam đúng ngày khởi đầu năm mới. Truyền thông Trung Quốc mới đây vừa xuất hiện bài viết rất đáng chú ý nói về tâm trạng tồi tệ của huấn luyện viên trưởng đội tuyển nước này, ông Li Xiaopeng, trong suốt hơn 10 ngày qua kể từ khi thua Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Li Xiaopeng thường thức trắng đêm để nghiên cứu về trận thua, mong mọi người hãy bao dung cho đội tuyển nước nhà. Đó là nhan đề bài viết vừa được đăng tải trên tờ Sohu của Trung Quốc. Hãng truyền thông này hé lộ về hoàn cảnh hiện tại của ông Li Xiaopeng. Tờ này viết tiếp: Với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Trung Quốc, ông Li Peng đang phải sống dưới rất nhiều áp lực. Ông ấy đang dần kiệt sức về thể chất và tinh thần, không còn cách nào để khắc phục. Một số bạn bè trong giới huấn luyện viên của ông cho biết là huấn luyện viên Li Peng đang có tâm trạng rất tồi tệ, có dấu hiệu trầm cảm sau khi đội tuyển Trung Quốc để thua Việt Nam. Trước kiến màn trình diễn tệ hại của các tuyển thủ trên sân và không có cách nào để khắc phục tâm lý cho các học trò, có thể nói ông Li Peng đang rất bế tắc. Ngoài việc tập luyện bình thường vào các ngày trong tuần, Huấn luyện viên này còn thường xuyên thức khuya để nghiên cứu lại về trận thua Việt Nam, thậm chí có khi thức trắng cả đêm. Vì áp lực từ dư luận đang ngày càng nặng nề, ông Lisa Peng một mặt cắt đứt liên lạc giữa cầu thủ với thế giới bên ngoài, mặt khác bày tỏ hy vọng là thế giới bên ngoài hãy bao dung hơn cho đội tuyển quốc gia. Cũng theo tờ Sohu, CFA, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ tiếp tục trao thêm cơ hội cho vị huấn luyện viên này dẫn dắt đội tuyển quốc gia Trung Quốc nốt hai trận tại vòng loại World Cup trong tháng 3 tới. Song thì rất nhiều cổ động viên ở Trung Quốc vẫn đồng loạt kêu gọi liên đoàn hãy sa thải nhà cầm quân này. Bên cạnh đó thì người hâm mộ cũng đề nghị là liên đoàn và các cơ quan chức năng đẩy nhanh quá trình điều tra xem là các cầu thủ có hành vi tiêu cực ở trận thua Việt Nam hay không. Tờ này viết tiếp. Đội tuyển Trung Quốc thua Việt Nam đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, người hâm mộ thực sự là không thể chịu đựng nổi. Huấn luyện viên Li Peng trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Người hâm mộ liên tục kêu gọi sa thải ông Li Peng. Một bình luận viên nổi tiếng thẳng thường cho rằng màn trình diễn của các cầu thủ đội tuyển quốc gia Trung Quốc là không bình thường và nhiều cầu thủ đang vướng vào nghi vấn tiêu cực. Một cựu người dẫn dắt chương trình của CCTV thậm chí còn gây sốc khi nói rằng một số cầu thủ phải trả tiền cho những lần ra sân từ đầu hoặc là vào sân thay người và cái giá phải trả là rất rõ ràng. Người hâm mộ đang kêu gọi các cơ quan chức năng cần quyết liệt điều tra mọi chuyện để rõ ràng. Tiền đạo nhập tịch tính đường rút lui khỏi đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Các bạn thân mến, tiền đạo nhập tịch Ankerson đang chờ đợi những lời đề nghị đến tiền bóng Trung Quốc trước khi đưa ra quyết định về tương lai. Theo báo giới Brazil, tiền đạo Ankerson đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa thi đấu ở quê nhà và tìm cơ hội tại Trung Quốc. Nếu không có sự thay đổi gì quá lớn thì nhiều khả năng anh sẽ cắt đứt mọi liên hệ với bóng đá Trung Quốc. Ankerson đã trở về Brazil sau trận đấu với Úc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 kết thúc. Anh đã không thể trở lại tập trung cùng đội hình 2 của đội tuyển Trung Quốc cho trận đấu gặp Nhật Bản và Việt Nam. Lý do là bởi tiền đạo nhập tịch này đã kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Quảng Châu. Đó được xem là nguyên nhân khiến cho Anh không mấy mặn mà ở lại Trung Quốc dù anh vẫn là tuyển thủ quốc gia. Cũng theo báo chí Brazil thì Ankerson vẫn chờ đợi tín hiệu từ các đại bóng tại Trung Quốc. Dẫu vậy thì trong bối cảnh các đại bóng đều đã ổn định lực lượng ngoại binh, cùng với đó là tình hình tài chính của câu lạc bộ đang trong giai đoạn khủng hoảng nên sẽ rất khó dốc hầu bao đem về cầu thủ ngoại. Như vậy là Ankerson sẽ rất khó trong việc tìm kiếm cơ hội thi đấu tại Trung Quốc. Nhiều khả năng tiền đạo 32 tuổi này sẽ ở lại Brazil và thi đấu tại quê nhà. Hiện có hai đội bóng đàm phán với các điều kiện tương đối phù hợp là Botafogo và Atletico Canary. Vậy nhưng điều mà Ankerson cần làm là nhiều hơn nên tiền đạo này vẫn đang chờ đợi những thỏa thuận ở Trung Quốc. Thậm chí Ankerson vẫn lựa chọn trở về Brazil nếu điều này xảy ra, nhiều khả năng Anderson sẽ không trở lại Trung Quốc nữa. Lý do một phần vì tân huấn luyện viên Li Xiapeng không ưu tiên sử dụng anh. Phần vì khoảng cách địa lý mỗi lần đi và về làm nhiệm vụ quốc gia. Thêm nữa thì trong dịp FIFA Days diễn ra, giải vô địch quốc gia Brazil vẫn diễn ra nên càng có thêm lý do để cho Anderson không trở lại Trung Quốc làm nhiệm vụ. Bóng đá Việt Nam và bước tiến mới lên bóng đá chuyên nghiệp. Các bạn thân mến trên con đường đến với thành công, một cá nhân một tổ chức cần biết mình làm những gì và không nên làm những gì. Với cơ bộ nội, việc họ chủ động buông điền trọng không phải vì họ thiếu tiền. Đội bóng thủ đô có điểm lực tài chính mạnh nhất tại V-League, nhưng không vì thế mà họ gỡ bỏ những tôn chỉ hướng đến giá trị bền vững và lâu dài. Chi 1 tỷ tiết kiệm trăm tỷ. Năm 2016, tập đoàn TNT của doanh nghiệp Đỗ Quang Hiển đã chính thức lấn sân sang bóng đá bằng việc thành lập câu lạc bộ Hà Nội TNT, tiền thân của câu bộ Nội bây giờ. Trải qua gần hai thập niên, khi hàng loạt doanh nhân làm bóng đá như Bầu Thắng, Bầu Thọ, Bầu Thụy đến rồi đi, chỉ còn Bầu Hiển đã sánh ngang cùng với Hoàng Gia Lai của Bầu Đức. Không chỉ duy trì thành công trong một thời gian dài, câu lạc bộ Hà nội còn bước xa hơn bất kỳ đội bóng nào trên con đường tạo dựng một đội bóng chuyên nghiệp. Bên cạnh việc thu hút khán giả lên sân bằng lối chơi đẹp mắt và những chiến thắng ấn tượng, ít ai biết Hà Nội còn xây dựng được một bộ khung quản lý về mặt tài chính theo hình mẫu của những đội bóng hàng đầu tại châu Á Hai năm trước thì họ từng mời một người Colombia có tên là Francisco Lopez đến làm việc. Thù lao của người này trong 3 ngày lưu lại Việt Nam là 35.000 bảng, tương đương 1,1 tỷ đồng. Vậy thì Francisco Lopez là ai và ông làm gì trong 72 giờ ở Việt Nam mà được trả lương cao như vậy? Lật về hồ sơ nhân vật này trên chuyên trang tuyển dụng, người ta biết rằng người đàn ông này làm giám đốc kinh doanh của City Football Group, công ty mẹ của Man City cũng như đảm nhiệm ghế giám đốc tài chính của Barcelona. Vị này có 24 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý tài chính thể thao, làm bạn thân của giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Man City là Bergisian. Trong 3 ngày lưu lại Việt Nam, Francisco giúp Hà Nội FC xây dựng một công thức quỹ lương của đội bóng. Công thức này giúp cho đội bóng thủ đô trở thành điểm đến trong mơ với nhiều cầu thủ nhờ đãi ngộ vượt trội so với mặt bằng chung của V-League ở chiều ngược lại thì trong trường hợp có một vài cầu thủ ngôi sao muốn nhận lương thưởng vượt khung, đội bóng sẽ không sẵn sàng chi trả như trước. Bầu hiểm không thiếu tiền làm bóng đá, nhưng ông biết nếu không đặt ra một nguyên tắc để quản lý tài chính và quỹ lương thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Bản thân Bầu hiểm hiểu rõ hơn ai hết về cái giá của việc chạy đua tiền bạc theo danh tiếng của cầu thủ. Hơn 10 năm trước, ông từng bị Thiên Đạo Công Vinh lật kèo ở phút cuối để đầu quân cho đại bóng của bầu Kiên. Ngoài ra, trong một cuộc chơi thiêu đốt tiền như bóng đá thì việc tính toán chi ly là điều vô cùng cần thiết. Tiêu nhiều nhưng hợp lý. Các bạn thân mến, trong vòng 2 ngày sau khi thông báo chia tay trung vệ Trần Đình Trọng thì lãnh đạo câu lạc bộ Nội đã thẳng thắn nói chuyện, giải thích nguyên nhân vì sao họ không ra hợp đồng với cầu thủ này. Giám đốc điều hành của câu lạc bộ Nội, Nguyễn Quốc Tuấn cho biết Đình Trọng muốn nhận tiền lót tay cao hơn mức trần của câu lạc bộ và đó là nguyên nhân khiến cho đôi bên đường ai nấy đi nhưng Hà Nội không thiếu 3,5 tỷ đồng một năm để trả tiền lót tay cho đỉnh Trọng như Tô Bên Bình Định đã làm. Năm mùa giải V-League gần nhất, Hà Nội luôn là một trong những đội chi tiền mạnh tay nhất. Trung bình mỗi năm, họ chi từ 85 đến 100 tỷ đồng. Với phần lớn trong số đó được sử dụng để chi trả lương cho cầu thủ, thành viên ban huấn luyện. Mỗi cầu thủ đội 1 Hà Nội SC nhận lương khoảng 30 triệu đồng một tháng, cao gấp rưỡi mặt bằng chung V-League. Lương tháng 30 triệu cũng tương đương thu nhập của nội binh V-League thời Hoàng Kim năm 2008-2010, khi các ông chủ thi nhau giải tiền làm bóng đá. Bên cạnh mức đai ngộ hấp dẫn cho các nội binh, đội bóng thủ đô cũng chi tiền vượt khung mặt bằng chung cho các cầu thủ ngoại đến câu lạc bộ. Ngoại binh của Hà Nội có thu nhập tối thiểu 15.000 USD một tháng. Để tiện so sánh, thì lương trung bình của cầu thủ Nội Hải Phòng thời ông Trần Mạnh Hùng làm chủ tịch 15,5 triệu đồng một tháng. Những ông tây của câu lạc bộ phía Bắc chỉ nhận thu nhập khoảng 6.000 USD một tháng. Không chỉ thoáng trong chuyện tiền lương, Hà Nội còn sông xanh chi tiền lót tay cho cầu thủ nội để đảm bảo là họ có cuộc sống an yên sau ngày giải nghệ. Không tính đến những cầu thủ còn hợp đồng đã tạo trẻ, thường là đến năm 24 tuổi. Nội binh đội bóng thủ đô nhận tiền lót tay thấp nhất cũng là 1,3 tỷ đồng một mùa. Mức lót tay cao nhất như vậy là tương đương với trình độ cầu thủ được câu lạc bộ săn đón về. Đồng thời, trần lót tay sẽ không xảy ra tình trạng là chia rẽ nội bộ, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Nhìn sang những câu lạc bộ còn lại tại V-League, chúng ta mới thấy được sự chênh lệch về tiềm lực tài chính của đội bóng thủ đô với phần còn lại. Hải Phòng được ngân sách thành phố bao tiêu 50 tỷ đồng một năm, họ sẵn sàng chi lương 10 đến 15 ngàn USD một tháng cho ngoại binh, nhưng đời sống cầu thủ nội lại không được đảm bảo. Bên cạnh mức lương thấp, nhiều cầu thủ Hải Phòng được chi tiền lót tay theo dạng là 400 triệu đồng một năm. Cầu thủ Nam Định, Nghệ An hay câu lạc bộ khác cũng rơi vào tình trạng tương tự với mức lót tay từ 500 đến 700 triệu đồng của không cho bằng cách cho. Trong câu chuyện của Hà Nội FC, họ cho thấy mình không thiếu tiền, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là tiêu tiền bữa bãi. Đội bóng thủ đô đủ ngân sách chi 3 đến 5 tỷ đồng tiền lót tay cho một ngôi sao, nhưng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu những cầu thủ sau đó cũng ra yêu sách như vậy khi ra hợp Hà đồng? Hà Nội rõ ràng đang tính toán rất kỹ lưỡng cho một cuộc chiến dài hơi, vậy nên họ luôn là đội bóng trụ hạng cuối cùng khi mọi đại gia rời cuộc chơi. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay, 14 tháng 2. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.